Dạ. Dạ. Nhưng mà mình làm mình quen bên kia rồi xong nè. Đã đạn rồi đó hả chị? Đó. Này này hai chú cháu từ lần. Khớp mình ạ. Khớp này là khớp này là mình sẽ mình không có cái em cầm lấy ra tí ấy. Ông Hiền ba tụi bay, ông nói ba ta. Đứa năm chục tròn. Lấy chưa? Chưa chị, em cấp cho để dành không ạ? À, cái là để ấy à, mua đồ ăn. Đưa mua đưa đến nữa thì ôm vậy. Em để dành cuối tuần nhận. Ha, nói mấy đứa đi thằng em. Truyền đạt đi. Cho quen. Bạn đi ai làm mặt bố xong là phải ký tên. Người nặng thôi chứ. Phủi khăn, phủi đồ. Nói nhẹ. Chung là người nặng thôi. Còn ai mà có bo là cũng người nặng được nặng tiền. Không, nhưng mà ví dụ như họ bo mà hai ba người làm chạy xe đồ thì tự ý thức ra. Tự biết mà là ấy. Hiểu không? Như mẹ là hồi nãy ta làm như ông Hiền đó, tụi bay phải ý thức ra chia cho ta với. Không, cái nước của chị qua luôn. Đùa, đùa vui. Mới được bà. Ta lấy tiền chính rồi. Nói chung là làm là phải kiểu như là mình phải biết là ai làm mình chia sẻ cho nó vui vẻ. Chị Yên ăn với nó hả? Đói rồi, cho chị phần ba chén. Rồi em bới, em cũng ngại ngại, em bới cho nhiều chị á kìa. Rồi chị kêu ăn hết rồi phải chơi lại bớt. Không, chị không ăn cơm. Đồ ăn còn chứ. Dạ, còn đầy đủ chị. Em hơi thô, hơi đô hơn này. Em ruột chị Yên đó. Sáng em mặc váy nữa chị Loan. Em bị khó thở với chị Loan. Chật ngực. Hơi chật ngực. Em có một em chị Loan mang được hệ bị em bị em chị bật trước. Đó, thôi đưa đây. Bật trước chị Loan hề em cũng bị. Em thử cái váy nữa cũng bị khó chịu đứng ngực hề. Váy ở trước chị Loan mang thử á. Sáng em lá em kêu anh. Hay thôi. Thôi, trễ giờ thì đi luôn đi. Tại vì em đi chơi mà thấy khó khó thở á. Nó chặt nít cái ngực em luôn. Ừ. Sao mờ chứ. Vậy cái xương của em như ngay đây to hơn chị đâu này. To hơn. Chứ nghĩ rằng chị mang vừa em mà không vừa là biết rồi đó. Cho cái máy đó hề, như biết rồi. Trong khi nhìn em ốm à. Nhìn rứa phải rứa mà chị hề. Rồi ít bữa cho lại gì rồi. Chụp được miếng hình mua chưa? Con trên ra đó chụp mà ông Tít ông cứ nhìn gì con cái con cá thổi nước cũng chẳng ngoảnh mặt ở đây. Ừ. Sao cũng con trên được.
Thế đó là em đoán là em làm chụp hình xong em quay vô là em về cái là nhà chị về luôn. Vì em về cái em thay đồ phát em chạy qua liền mà. Không kịp nữa. Chị còn đi bộ từ đầu đường vô. Em đi hai cầu em kêu anh có cái mùi chị về chị làm đến một ngày chết anh. Rồi sao em kêu chị làm chưa về mô. Mày tự đi lắm. Làm chưa về mô. Rồi sao em kêu chị không về đó. Đến khi cái xe cho cầu như đó em kêu thấy chưa. Mô chị về liền luôn mà. Lúc đó là khách chờ rồi. Ồ không nói chi luôn. Ồ nói đi. Thì em kêu đẩy oai nó mà. Không yêu. Em biết không, ngồi đó nói chuyện không được, không có nghe được, với lại không tiếp thu vô não gì được. Nó bị không tiếp thu được luôn á. Từ trên tình cờ hề hồi sáng bọn Đông Phương đâu đến hề. Mô chị gọi đó. Ý sao mà tình cờ. Ừ, nó đi đăng tài rứa, từ trên gặp họ bến. Chị đi đâu đi. Mai gì chưa lâu cái hậu qua luôn đi. Chị nghĩ đâu cái nhà em mà bà đi chung với ông Phương á. Bế từ đầu đến cuối rồi dựa từ ba mươi đầu vô cổ bà đó nằm hết đó chị. Không khóc không gì hết ngồi chơi cả buổi đó đó. Thích Phương hả? Ấy bà không. Đi chung với ông Phương á. Cái sao em đến bế là bà kêu không để chị bế để chị bế. Bế bà nói bà vui. Rồi rồi mới qua tim đó. Em nói nguyện đi, biết là mình chắc họ bắt cóc là không biết là bắt cóc luôn á. Bé đi chơi là đi chơi thôi, không biết khóc luôn, không đòi mẹ em là bố dưới trơn nữa. Ờ, sợ chứ. Thôi dễ chì bắt mày kìa. Lâu lâu đi vượt làm gì đúng rồi, là để. Mà mẹ khư khư đó mà bắt ai bé gì. Không biết là mình phải luôn luôn để ấy đó. Sơ sải một xí là mệt lắm. Sao đừng cho bông đi con sợ nữa nha. Khỏe. Phải đi chơi quên. Khó tay chị mới ghê kìa. Hồi xưa là thấy ai cũng ôm hết trơn. Ai cũng ôm được hết trơn. Nếu chẳng khỏe gì nữa. Đi đây đó đỡ lắc người lắc đồ. Còn con nữa không. Khó tay chị cũng là quyết tỉnh mà. Mà đâu có nhỏ nữa hệ lắc lô lắc láo hệ. Nhỏ không ghét lắm trời ơi. Hồi mà cỡ qua một tuổi là 6. Ốm á kìa. Lần 6. Như một tuổi là không ghét ai lắm. Ôi nhỏ baby. Nói thích em nhưng mà mệt lắm. Thích thì thích nhưng mà mệt lắm không. Phương qua chứ không biết. Ngâm mà là ở đâu đó? Cái bình đó đó hả? Bình dâu, bình giấy mà. Nho, à đúng rồi, nho giấy mà. Chụp chưa? Xiên ngâm ghê. Ghê mà em. Bán cây mà à Thuận. Bán đi chứ. Bán đi chứ để mẹ có cái thu để chúng ta giảm bớt đi chứ. Cái đỡ tốt.
lo bán là tao đỡ đỡ áp lực mấy không nghe chị thiệt hay lên bà lên bung 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 đó mày có danh thu để chị bớt lương để tên Suri luôn hả? Nhưng mà hắn đó là nguồn doanh thu lâu dài của em luôn đó. Không biết tụi ní thiệt hết. Mình phải bài đằng xí. Thiệt hắn sướng này. Đây mà không biết tận dụng hà hay. Thiệt thuốc thì có sẵn. Đồ thì nó hiệu quả. Nên họ bán cả nước đồ.